Xin chào anh chị và các bạn, mình đến từ công ty Việt Tấn Quốc tế. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái máy định lượng đường Lizan của Đài Loan. Máy có tác dụng đảm bảo lượng đường trong pha chế luôn chính xác và hạn chế sai lệch về độ ngọt, với chức năng cho phép cài đặt định lượng đường của từng nút bấm riêng biệt chính xác đến từng mm. Điều đó cho phép bạn lên menu và tùy chọn độ ngọt, phần trăm lượng đường. Mọi người đổ đường vào máy và bật công tắc ở phía sau máy lên này. Lúc này là nút nguồn này, mọi người bấm lên này. Cuối ngày thì mọi người bấm tắt đi. Thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt cái định lượng đường của từng nút bấm. Nút 11 là mình đang để là 40 này, mọi người có thể tăng giảm bằng cái nút mũi tên lên xuống. Sau đó mọi người ấn lưu vào. Mọi người bấm tiếp vào đây. Nút 12 mình đang để 27 mm, mọi người có thể tăng giảm lượng đường. Sau đó mọi người nhấn lưu vào. Các nút khác thì tương tự, mọi người cứ nhấn nút này. 0.8 mình đang để là 20, mọi người có thể tăng giảm. Nút này là nút lưu này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho mọi người setup cái bảng điện tử này. Nó có hai chế độ, một là nhiệt độ đường, thứ hai là độ nhớt của đường. Mọi người nhấn vào đây. Cái P1 này là độ nhớt. Độ nhớt đang là 140 mm này. Độ nhớt càng cao thì lượng đường nó sẽ ra càng nhiều. Mọi người có thể tùy chỉnh cái nút này. Sau đó mọi người nhấn lưu vào. Mình điều chỉnh lên P3 này. P3 là nhiệt độ của đường, máy đun nhiệt độ của đường. Đây đang để là 32 này. Mọi người muốn điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ này thì mọi người 32 và 22. Đấy, khi nào có đèn nhấp nháy thì mọi người nhấn tăng giảm này. Thường là sẽ để cố định là 32. Sau đó mọi người nhấn lưu vào. Mọi người lưu ý muốn tăng giảm nhiệt độ để cái máy này nó đun đường theo cái nhiệt độ của mình mong muốn thì mọi người nhấn nút. Tôi nhấn nút 12 này, 32 và nhấn nút 22. Khi nào mà cái đèn đây nó máy sẽ giúp lấy đường theo hai chế độ. Thứ nhất là theo chế độ riêng lẻ của từng nút bấm này, thế ra chính xác lượng đường mà mọi người đã cài đặt vào từng nút bấm này. Cái thứ hai nữa là mọi người có thể lấy một cách thủ công, muốn lấy bao nhiêu tùy thích, mọi người nhấn vào nút này. Đó, lượng đường nó cứ thế tiếp tục nó chảy ra. Mình cần lấy bao nhiêu thì lấy 400 mm, khi đạt 400 mm thì mình sẽ nhấn vào đây. Máy sẽ dừng lại. Người muốn lấy đây, lấy thủ công, mình bấm lại. Nó sẽ chảy không dừng. Mọi người muốn dừng lại, mọi người bấm vào đây. Khi mọi người là cài đặt xong mà lấy đường ở từng cái nút bấm mà mọi người cài đặt này, ví dụ cái nút 1.5 này, mình đang để là 40 mm đường. Đó, 40 mm đường. Mọi người sẽ dùng cái ca đong để thử xem cái máy mình đã cài đặt ra chính xác chưa, 40 mm đường, xem là ra đủ 40 mm chưa hay là thừa thiếu như nào đó thì mình sẽ điều chỉnh tiếp. Mọi người nhấn vào đây.
cái P1 này là cái độ nhớt của đường. Khi mà mọi người nhấn 1.5 này mà cái lượng đường nó ra nhiều hơn là 40 ml thì mọi người sẽ giảm cái độ nhớt này xuống bằng cách là bấm vào đây. Bạn hãy nhấn để giữ một lúc. Mọi người nếu mà ra thừa đường hơn so với mình cài đặt thì mọi người sẽ giảm cái độ nhớt này xuống. Còn ra ít đường hơn so với mình cài đặt thì mọi người sẽ tăng cái độ nhớt này lên. Đến khi nào mà lượng đường nó ra một cách chính xác là mình đã cài đặt được cái máy này. Rồi mọi người nhấn lưu vào đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Chúc mọi người thành công.